Hello, xin chào bác. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Trường Authentic. Em là Trương và ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến cho bác một mẫu phiên bản đến từ nhà Seiko. Seiko là một trong những phiên bản mà em phải gọi rằng là nó là một trong những top thuộc đồng hồ đáng chú ý trên thế giới ở năm 2022 vừa qua. Nó là đồng hồ đáng chú ý thôi các bác nhá, chứ không phải là một trong những đồng hồ 1 sao, 2 sao, 3 sao gì cả. Tại vì trên nó thì còn rất là nhiều thương hiệu nó nổi tiếng khác và nó kinh điển hơn nhiều. Giống như là em đang phân phối thì nó trên một bậc, đó chính là Hamilton này, T-shirt này. Đó thì đấy là những cái thương hiệu mà nó có máu mặt ở trên thế giới và nó trên một bậc. Nói chung là nó luxury trên một bậc so với những con Seiko. Cho nên là riêng dòng Seiko này nó là một trong những mẫu đồng hồ đáng chú ý. Bên em thì bán chuyên giống như là đồng hồ bình dân thôi, để cho bác nào mà các bác quan tâm các bác có thể liên hệ. Nếu mà các bác mà em mà bán đồng hồ luxury thì thứ nhất là nó cũng em cũng chưa đủ kinh phí thật. Em vẫn chưa đủ kinh phí để em đầu tư em gửi đến bác những con đồng hồ luxury. Nhưng mà nếu có một ngày em được kinh doanh đồng hồ luxury, em vẫn sẽ kinh doanh đồng hồ luxury, tại vì đấy là một trong những niềm đam mê. Con này là một con phiên bản em gửi đến cho bác. Đây là một con phiên bản đến từ nhà Seiko 5. Con này phiên bản đến từ nhà Seiko và nó có tên là Seiko 5 Sport. Phiên bản này phiên bản cho các bác nào thích màu mặt xanh dương mà thích đi mưa rửa tay ha. Đi mưa rửa tay và bơi lội thì các bác có thể lưu ý về cái con phiên bản này. Trước ngoài các bác, đây là một con phiên bản Nhật nội địa các bác nhá. Bản Nhật nội địa Seiko 5 Sport, phiên bản Nhật nội địa, và nó sẽ có thiết kế cực kỳ là hầm hố và nó là một con phiên bản size mặt của nó size mặt của nó cực kỳ cao, cực kỳ lớn. Con này đâu để em đo nè. Nếu em không nhầm, size mặt con này lên đến 45. Size mặt của nó lên đến 45 các bác nhá. Con này size mặt 45. Chuẩn của nó là 45. Đấy, con này thì nó sẽ thiết kế với một cái khóa kép, khóa bấm và khóa kép. Cái này thì nãy em tì vào nó có hơi hàn một chút này. Con này là một con phiên bản sport, và riêng về những cái dòng thể thao thì các bác cũng sẽ biết rằng là về riêng về sport ấy thì nó là một phiên bản nhìn nó rất là hầm hố và rất là thể thao. Cho nên là size mặt của nó cũng kèm theo đấy là size mặt nó cực kỳ to. Nên là các bác xem nhiều các bác cũng sẽ biết ha. Các bác xem nhiều các bác cũng sẽ biết về những cái size mặt của những con này là to đến mức nào. Đây cho các bác xem. Đấy, màu mặt của nó là màu xanh dương và nó có thiết kế cực kỳ to bản. Đối với cổ tay em là cổ tay 16. Nếu như mà anh em cổ tay 16 ấy, thì anh em đeo thì hơi cố một chút. Đấy, hơi cố một chút, nhưng mà nếu mà các bác đeo thì vẫn được, chả sao cả, vẫn ok. Đấy, các bác thích đeo thì các bác vẫn đeo được, chả sao cả. Đấy là phiên bản của dòng Support. Các bác muốn đeo khỏe khoắn thì các bác có thể lưu ý về con này. Con này thì size mặt 45 và phiên bản Sport, phiên bản thể thao. Con này thì em đang phiên bản Make in Japan, Nhật nội địa. Em đang gửi đến cho bác mức giá của nó này là 5 triệu. 5 triệu các bác nhá, 5 triệu đồng tròn cho một con phiên bản Seiko 5 Sport. Con này thì nó sẽ có màu mặt màu xanh dương này. Ở hướng góc 12 giờ nó sẽ có logo thương hiệu của nhà Seiko 5 và Sport chữ được phủ chữ nổi các bác nhá. Và nó được làm tông màu đỏ. Con này thì nó sẽ có automatic này 24 trên kính và độ chống nước của nó lên đến 100 mét nước các bác nhá. Con này thì nó sẽ có các cặp kim giờ của nó làm cực kỳ to bản như thế này các bác có thể thấy. Và con này thiết kế có 3 kim và một lịch ô lịch kép ở hướng góc 3 giờ. Con này thì nó cực kỳ là sáng, và riêng về những cái dòng support thì các bác biết rồi. Cái mặt dial các kim cọc giờ của nó thì nó phát quang, dạ quang cực kỳ là tốt. Đây em cho các bác xem này. Các bác đợi em tí nhá, em cho các bác xem về cái dạ quang của nó. Dạ quang của này đây, em để một tí thôi là các bác cũng sẽ thấy được là nó dạ quang kinh điển rồi. Đây. Đó, dạ quang kinh điển. Nó có dạ quang ở các kim cọc giờ nhá, kim giây, kim phút và kim giây, kim phút và kim giờ nó đều có dạ quang hết. Đấy, đấy là cái ưu điểm của cái con này. Đó. Còn về cái nhược điểm ở đây em sẽ nói sơ qua thôi. Tại vì nhược điểm này nó không có mấy. Đấy, tại vì phiên bản này là phiên bản mà chống nước tốt này. Đấy, thiết kế nó cực kỳ đẹp. Cho nên là
nhược điểm của nó rất là ít. Còn nhược điểm của con này ấy thì nó hơi to bản thôi. Đấy, nó chỉ to bản thôi, nó chả có cái nhược điểm gì khác cả. Đó, còn về riêng về dòng máy cơ thì chúng ta chả biết được. Tại vì nó là làm bằng cơ khí cho nên là những cái sai số hay là những cái gì thì chúng ta phải theo thời gian. Đấy, chúng ta phải trải nghiệm nó mới biết được. Đó, nhưng mà hầu như những cỗ máy của nhà Seiko thì bác cũng biết rồi, cực kỳ bền bỉ. Con này thì nó thiết kế với một ô lịch kép ha. Con này thì nó sẽ có mạ vàng PVD ở kim cọc giờ, kim cọc phút và kim cọc giây. Đấy, còn các chi tiết kim cọc giờ thì nó làm kim cọc giờ nổi dạ quang các bác ha. Đây, con này thì nó sẽ có lên có tay ha các bác ha. Con này sẽ lên có tay, dừng kim giây khi chỉnh giờ. Đấy, và con này thì nó lên độ tích cót của nó lên đến 40 giờ lận các bác ạ. Con này thì nó sẽ có ô lịch kép, các bác chỉ cần rút ra nấc giữa là các bác sẽ chỉnh được lịch ha, lịch thứ và lịch ngày đây. Đấy, các bác có thể thấy như này. Đó, con này thì nó sẽ có hai thứ tiếng các bác nhá, nên là các bác lưu ý giúp em. Nó sẽ có hai thứ tiếng để cho các bác lựa chọn. Đấy. Con này thì nó sẽ có thiết kế với một vòng 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 bezel bên ngoài. Vòng bezel bên ngoài thì nó sẽ có một cái đằng bezel nó vặn ngược chiều kim đồng hồ các bác nhá, và nó chỉ vặn được một chiều như này thôi. Đấy, nó chỉ được vặn được ngược chiều kim đồng hồ như này thôi các bác nhá. Các bác lưu ý. Đó, chúng ta chỉ vặn được một ngược chiều kim đồng hồ như thế này. Đấy. Con này thì nó sẽ có một cái nút chỉnh ở góc 3 giờ cho các bác, một nút chỉnh nói chung là nó khá là đơn giản, nó không quá cầu kỳ. Con này thì vỏ bên ngoài của nó thì nó được thiết kế với một cái màu nguyên bản của thép ha. Đó, con này là một con dây thép đúc đặc. Đấy, nó làm phay xước hết toàn bộ. Nếu mà riêng về dòng support này em nghĩ rằng là nó làm như thế này cực kỳ là đẹp và nó cực kỳ hợp lý, tại vì nếu mà hoạt động thể thao hoặc là gì ấy thì chúng ta nếu như bơi lội ấy thì chúng ta đeo con này nó ví dụ nó không nó nó ít khi bị thấy vết xước. Đấy, nếu như phay bóng thì xước nó sẽ xuất hiện khá là nhiều đấy. Con này là con nó sẽ gặp logo thương hiệu của nhà Seiko, khóa này khóa kép ha, khóa bấm và khóa kép. Đấy, khóa gài kép như thế này. Đấy, cho các bác nào thích sự chắc chắn. Con này thì nó sẽ có mã hiệu của nó này. SRPC 51J1, con này sẽ mang trong mình một cái đầu máy caliber 4R36 các bác nhá. Hai tư chân kính hai tư chân kính này, water system 100 mét nước. Đây, em cho các bác xem. Đây đây đây. Con này là một con phiên bản với nó sẽ ghi thông tin ở trên đây là gì ạ? Thông tin ở trên cái con sản phẩm này chính là 4R36 này, Made in Japan ha, phiên bản Made in Japan Seiko Water System 13 mét nước stainless steel, và đây là con số series của nó ha. Con này thì hiện tại bên em đang phân phối gửi đến cho bác mức giá của nó là 5 triệu. 5 triệu tròn nhá. Phiên bản này là đây các bác, hình như là có nhiều bác có hỏi em về cái dòng mà size to, size cổ tay 18. Đấy thì đây là một cái lựa chọn không hề tồi với cổ tay 18 các bác nhá. Cổ tay em 16 là em thấy đã quá chuẩn rồi. Còn các bác nào cổ tay to thì các bác có thể lưu ý về con này. Nếu như cổ tay 16 như em thì đeo hơi cố. Đấy, nhưng mà các bác là cổ tay to. Đây, đặc biệt lưu ý cho các bác cổ tay to. Cổ tay 18 các bác nhá. Đấy, cổ tay 18 thì các bác đeo cứ phải để ý những cái con như thế này. Đó, con này hiện tại bên em đang phân phối gửi đến các bác 5 triệu. Máy 4R36. Đầu máy caliber 4R36 ha, 24 chân kính, độ chống nước lên đến 100 mét nước. Nó support và nhìn nó khá là thể thao, rất là khỏe khoắn khi mà mang trong mình một cái mẫu thiết kế to bản như thế này. Đấy, bên em thì phân phối chỉ hàng chính hãng thôi, các bác nên lưu ý phần này. Bên em chỉ bán hàng chính hãng và giá của bên em thì bán là lấy ngay. Cho nên là các bác cũng lưu ý, bán giá lấy ngay thì giá của nó cực kỳ tốt rồi. Đấy, các bác có thể tham khảo ở trên thị trường về những cái dòng như thế này ha. Cảm ơn các bác rất nhiều vì đã ngồi đây quan tâm theo dõi. Nếu như bác thấy video của em hay, đừng tiếc cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh, nhấn nút chuông bên cạnh để nhận những cái mẫu đồng hồ mới nhất từ bên em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Em xin cảm ơn.